đây là một tờ giấy mình cấp máy bay. Các bạn hãy xem một máy bay bay ngược lại siêu đẹp luôn các bạn. Đây, các bạn hãy nhìn mình sẽ đo định lượng chiếc máy bay hai mét này nó bằng nhau. Các bạn nhìn nhá, đấy, xem mắt mét này nó có bằng nhau không? Nếu không bằng nhau, máy bay của chúng ta sẽ bay ngập mất. Xong rồi nào, nhìn đúng cái định lượng này rồi hãy viết một cặp như này và nhìn đúng cái định đấy cũng làm tiếp. Rồi ok các bạn nhé, mình sẽ là các bạn nhìn các bạn đã làm được thế này chưa? Rồi nhét như này, các bạn nhìn cái nhét này nó nhọn, cái này cũng nhọn lắm. Rồi các bạn nhìn nhá, gấp một cái như này vào, đấy, gặp một cái như này, gặp một cái như này, ok nhá, là cái này nên đệ sát cái đệm này luôn, đấy nhìn nhá, cái này đấy. Rồi các bạn hãy chú ý một tí, đây, phần này là phần chú ý, đấy, chúng ta sẽ khép nè, một chuẩn bị sắp xếp máy bay nào. Đấy, các bạn hãy làm như này nhá. Ok, hoàn thiện một chiếc máy bay. Chờ mình một tí. Đi nào các bạn. Hôm nay máy bay mình sẽ bay nhanh lắm. Các bạn nhìn nhá. Đi chậm từ từ các bạn xem. Các bạn nhìn nhá. Đấy, nhìn lại nhá. Đấy, nhìn lại nhá đây. Hôm nay mình phải làm cao máy bay lên, các bạn nhìn, làm cao máy bay ớt của chúng ta, phân biệt được máy bay có thể bay rất là cao rồi đấy. Nhìn nhá. Đây nhá, các bạn nhìn nhá.